Truyện Quan Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bảy Màu Fish Hunter vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 38, chương 317, trên núi vang lên tiếng chuông. Hứa Thành không hề xa lạ gì với chấn động này. Đây chính là lực lượng trận pháp của Thất Huyết Đồng. Những lần trước Hứa Thành trở về chưa bao giờ cảm thụ được loại cảm giác này, nhưng khi hắn tấn chức trúc cơ trở lại liền lập tức gặp phải. Lúc này hắn cũng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao mà đám người từ trúc cơ bên ngoài lại không dám tùy tiện đi tới Thất Huyết Đồng. Hiển nhiên đối với trận pháp mà nói, nó sẽ ưu tiên trúc cơ hơn là thân phận đệ tử rồi. Cho nên dù giờ phút này lệnh bài thân phận của Hứa Thanh vẫn đang lập lè, nhưng bởi vì hắn chưa có lên núi đăng ký tu vi, cho nên không cách nào hóa giải loại cảm giác bị theo dõi này. Hứa Thanh thở sâu rồi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh tiêu sái rời khỏi truyền tống trận. Trận pháp vô hình bao phủ quanh người hắn, nhưng lại không khiến cho bất luận tu sĩ và bình dân nơi đây chú ý. Mà sau khi Hứa Thanh rời đi, hắn liền đổi lại đạo bào mà mình đã chuẩn bị. Lần đi đến đạo Hải Tích đã khiến Hứa Thanh học được một chút kinh nghiệm, cho nên hắn đã chuẩn bị trước mấy bộ đạo bào để mặc trong túi. Giờ phút này, mặc vào đạo bào màu xám của đệ tử Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh đi trên đầu đường, thử nghiệm không ngừng nội liễm cùng ẩn nấp tu vi trong cơ thể. Thử xem trận pháp vô hình của chủ thành có còn khóa chặt hắn nữa hay không, hay là sẽ có biến hóa gì khác. Nhưng cho dù hắn ẩn nấp tu vi đến cực hạn, thậm chí khiến cho tu sĩ bốn phía đi ngang qua cũng không hề phát hiện, nhưng cảm giác bị khóa chặt đến từ trận pháp vô hình vẫn tồn tại như cũ. Cái này khiến cho Hứa Thanh càng nhận thức sâu hơn đối với trận pháp của Thất Huyết Đồng. Không biết dùng cái bóng che đậy có thể tránh đi sự theo dõi của trận pháp hay không. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng chỉ nghĩ qua như vậy mà không có thử nghiệm. Theo hắn thấy thì tạm thời không cần phải kiểm tra việc này, bất kể thành công hay không đều tồn tại mạo hiểm. Như vậy liền lên núi đi, Hứa Thanh thì thào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về ngọn núi thứ bảy ở xa, cất bước đi thẳng đến. Trên đường đi ngang qua các cửa hàng, nhìn những người vừa lạnh lùng vừa vội vàng đi đường, nhìn những đệ tử mặc áo bào màu xám liên tục xuất hiện, hắn không khỏi nhớ lại đủ loại hồi ức từ khi đến Thất Huyết Đồng. Trong lòng hắn cũng có chút cảm khái, nhưng cũng có càng nhiều chờ mong đối với tương lai của mình. Bây giờ mỗi tháng đều có thể cầm được ít nhất 5.000 linh thạch từ chia lợi ích. Mà ngay khi bước chân của hắn nhanh dần, từ xa bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối phương vừa xuất hiện lập tức liền dẫn tới bình dân bốn phía kính sợ, nhao nhao né tránh. Đồng thời đám người đệ tử dưới núi Thất Huyết Đồng lại càng thêm cung kính, trong mắt mọi người đều khó nén được vẻ hâm mộ. Người đến là một thanh niên toàn thân mặc một đạo bào màu tím sạm. Trong lúc đi qua đám người, bộ đạo bào màu tím đại biểu thân phận cao quý, phối hợp bề ngoài không tầm thường cùng chấn động tu vi cường hãn, khiến cho trong mắt mọi người, người này phảng phất như thần tử phủ xuống phàm trần vậy. Người này chính là Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh nhìn thấy gã cũng đã nhìn thấy Hứa Thanh. Nếu như đổi thành thường ngày, Triệu Trung Hằng sợ là sẽ lập tức quay đầu liền đi, không muốn nói nhiều một câu cùng với Hứa Thanh ở đây. Nhưng hôm nay sau khi thấy, gã bỗng hừ một tiếng, tay phải đột nhiên giơ một ngón lên bầu trời. Giữa không trung lập tức biến ảo ra một đầu long kình biển cấm, nó ngửa mặt lên trời, gào thét, sau đó lại lập tức tan biến. Một màn này lập tức khiến cho bốn phía vang lên từng tiếng kinh hô, không ít đệ tử dưới núi súng lại định đọt tán thưởng gã. Triệu Trung Hằng lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhìn qua Hứa Thanh mặt không cảm xúc, ngạo nghễ mở miệng. Long kình biển cấm, ta cũng tu được. Thần sắc Hứa Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, cũng lười để ý tới đối phương, vẫn đi về ngọn núi thứ bảy phía trước. Triệu Trung Hằng nhăn mày lại, không thấy được biểu cảm giật mình từ trên mặt Hứa Thanh đã làm cho đáy lòng cô gã rất không thoải mái. Nhưng từng bàn ở trên biển lúc trước đã để lại bóng bờ rất sâu với gã, cho nên giờ phút này gã vẫn ráng chịu đựng, không tiếp tục khoe khoang mà đi về phía ngọn núi thứ bảy. Lần này gã xuống núi là vì lúc trước sai người chế tạo một cái trâm phượng thật đẹp, bây giờ cầm được đồ rồi liền chuẩn bị trở về núi tặng cho Đinh Sư Tỷ. Nhưng đi tới đi lui, bởi vì đi về phía thành nam chỉ có một con đường là đi lên ngọn núi thứ bảy, cho nên người đi đường ngày càng ít.
Vì vậy, trên mặt Triệu Trung Hằng lộ ra sự kinh ngạc, nhìn về Hứa Thanh đang đi ở phía trước. Gã phát hiện mục tiêu của đối phương tự hồ cũng là đường đi lên trên núi. Mặc dù trong lòng cũng hiếu kỳ, nhưng trong lòng Triệu Trung Hằng ngạo nghễ, khinh thường đến hỏi Hứa Thanh. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lúc này Hứa Thanh đã cách bậc thang của ngọn núi thứ bảy chỉ có chưa tới 100 trượng. Triệu Trung Hằng rốt cuộc cũng nhìn không được mà hỏi: Hứa Thanh, người muốn đi đâu vậy? Triệu Trung Hằng đi nhanh vài bước, sau khi đuổi theo kịp, liền hỏi một câu: Lên núi. Hứa Thanh nhíu mày, âm thanh không chút gợn sóng mở miệng: Lên núi, đệ tử áo bào xám không được triệu hoán thì không cho phép lên núi. Coi như là được triệu hoán, cũng nhất định phải có người khác chỉ dẫn mới được lên núi. Người có thể một mình đi lên núi, chỉ có đệ tử Hạch Tâm. Triệu Trung Hằng đánh giá Hứa Thanh vài lần, không nhìn ra trên người đối phương có chấn động gì, cũng không thấy đường núi phía trước có người đang chờ đợi. Vì vậy hừ lạnh một tiếng. Hứa Thanh không để Triệu Trung Hằng vào trong lòng, tiếp tục đi về phía trước, đi đến bậc thang trước núi. Triệu Trung Hằng nhìn một màn này, cười lạnh: Nếu như đệ tử dưới núi vô cớ đi lên đỉnh núi, vậy thì một khắc đi đến bậc thang sẽ bị trận pháp đẩy ra. Hứa Thanh, ta nhìn ngươi tiếp theo. Không đợi Triệu Trung Hằng nói xong, gã chỉ vừa nói đến đây, Hứa Thanh ở phía trước, thần sắc trước sau như một, nhấc chân bước lên bậc thang thứ nhất. Một khắc khi hắn hạ chân phải xuống, toàn bộ bậc thang trên núi của ngọn núi thứ bảy bỗng nhiên giống như hồ nước. Một cỗ lực lượng vô hình trong chốc lát liền xoắn tới phía hắn, giống như đang xác minh cái gì đó. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ngọn núi xa xa, tu vi trong cơ thể vào thời khắc này ầm ầm bộc phát, khí tức trúc cơ trong chốc lát mãnh liệt cuộn mình tràn ra. Đỉnh ngọn núi thứ bảy lập tức có tiếng chuông vang vọng, bên trong âm thanh du dương sâu xa. Hứa Thanh đi lên bậc thang, từng bước đi về phía trước. Triệu Trung Hằng phía sau giờ phút này bị khí tức trúc cơ Hứa Thanh bộc phát đập vào mặt, bàn chân đạp đạp không ngừng lùi về phía sau, thân thể run rẩy với sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng sắp rớt xuống dưới đất, tâm thần dấy lên sóng cực lớn. Trúc cơ. Chương 318: Quy luật trên núi. Ngay khi Hứa Thanh bộc phát ra khí tức của trúc cơ, tiếng chuông liền lập tức vang vọng toàn bộ ngọn núi thứ bảy, đồng thời cũng có ba thân ảnh từ trên đỉnh núi gào thét bay lên không trung, sau đó bay thẳng về phía dưới núi. Cơ chế là như thế này: nếu như có tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến chỗ chân núi và muốn bước lên núi, vậy thì sẽ chỉ bị ngăn lại ở bên ngoài, sẽ không khiến cho tiếng chuông vang lên. Lúc đó người này chỉ cần báo thân phận lên trên và ý đồ đến là được. Sau đó sẽ có trận pháp thông báo người mà đối phương muốn bái phỏng. Sau khi đối phương đồng ý thì người này có thể đi vào trên núi trong sự giám sát của trận pháp. Lần trước lão tổ Kim Cương Tông lên núi bái phỏng Nhàn Vân đạo nhân của ngọn núi thứ 6 cũng là dạng như vậy. Mà khi một tu sĩ trúc cơ vừa bước lên núi liền khiến cho tiếng chuông vang lên thì chỉ có một khả năng, đó chính là trong hàng đệ tử của tông môn có đệ tử mới trúc cơ nhưng chưa có đăng ký thân phận trong trận pháp. Đương nhiên nếu địch tập kích thì lại là chuyện khác. Trong Thất Huyết Đồng, không phải tất cả đệ tử dưới núi tấn cấp trúc cơ cũng đều chọn địa phương trúc cơ là trong tông môn. Một mặt là do giá cả đắt đỏ, một phương diện khác là người có thể bộc lộ tài năng ở trong vô số ngưng khí của thời kỳ loạn thế này thì tất nhiên sẽ có cơ duyên riêng của bản thân. Loại việc này cũng không hề hiếm thấy. Dẫu sao thì ngoại trừ cơ duyên ra thì chỉ có một cái tông môn dùng lợi ích để ngưng tụ người tới thế này thì gần như là không có độ tín nhiệm gì đáng nói cả. Cho nên có khoảng 3 thành tu sĩ trúc cơ của Thất Huyết Đồng đều tấn cấp ở bên ngoài, sau đó mới trở về. Những cơ duyên này phần lớn có liên quan với một chút di tích, mặc dù cũng sẽ có người chú ý, nhưng bởi vì loại việc này cũng không phải là thường lệ, vả lại cũng phạm vào kiêng kỵ. Một khi xuất hiện người ác ý muốn cướp đoạt cơ duyên, nếu như không truyền ra ngoài thì còn tốt, nhưng một khi truyền ra sẽ rung chuyển căn cơ của Thất Huyết Đồng. Cho nên việc này bị Thất Huyết Đồng nghiêm khắc ngăn cản, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ bí mật phát sinh tương tàn, nhưng trên đại thể đều có thể bỏ qua. Dù sao đối với cái tu sĩ tu luyện ở trên núi Thất Huyết Đồng mà nói, trước khi bọn họ ra tay đều phải cân nhắc trước xem có đáng giá hay không. Vì một cơ duyên không biết mà nhấc lên mạo hiểm như thế, sẽ rất ít người ngu dốt như vậy. Hư Thanh cũng đã nghĩ rất rõ ràng những chuyện này khi lựa chọn ra ngoài trúc cơ. Bây giờ nhìn ba thân ảnh đang nhanh chóng bay tới gần, hắn đứng chờ trên bậc thang thứ 5 đợi bọn họ đến.
Rất nhanh, tiếng rít càng ngày càng rõ ràng. Trong ba thân ảnh từ xa xa bay thẳng đến đây, người ở vị trí đầu tiên mặc trường bào màu tím, dáng người trung bình, có một khuôn mặt tròn. Người này cũng chính là người dẫn đường lên núi lần đầu tiên cho Hứa Thanh. Hôm ấy đối phương còn thiện ý nhắc nhở về thói quen tay phải và sơ hở của hắn, còn nhắc hắn một câu: trong bông có kim. Nhìn qua thân ảnh của đối phương, đáy lòng Hứa Thanh bỗng có chút cảm khái. Lúc trước hắn chỉ nghe qua bốn chữ trong bông có kim của đối phương, nhưng bây giờ sau khi sống một thời gian trong thất huyết đồng, gặp phải từng người, hắn đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là trong bông có kim. Mà bản thân hắn cũng đã học được rất nhiều thứ ở trong hoàn cảnh của thất huyết đồng. Hứa Thanh chắp tay, ngay một khắc đối phương tới gần, hắn liền cúi đầu thật sâu. Trên bầu trời liền truyền đến tiếng cười. Thân ảnh của vị tu sĩ kia nhoáng một cái, lập tức đi đến trước mặt Hứa Thanh, biểu cảm trên mặt cũng tràn ngập ôn hòa và vui vẻ. Hứa Thanh, lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi tuyệt không phải hạng người phàm tục mà, cho nên liền mở miệng nhắc nhở, hôm nay gặp lại, ngươi quả nhiên đã là người cùng bối phận với ta rồi. Đa tạ hôm ấy tiền bối nhắc nhở. Hứa Thanh chắp tay mở miệng, từ đáy lòng cảm tạ đối với vị tu sĩ mặt tròn này. Không cần dùng xưng hô tiền bối nữa, bây giờ người đã trúc cơ rồi, chúng ta xưng hô sư huynh đệ là được rồi. Hứa Thanh sư đệ, ta tên là Trương Vân Sĩ, người có thể gọi ta là Trương sư huynh. Tu sĩ mặt tròn tươi cười mở miệng, trong lúc nói liền ngẩng đầu, thấy được Triệu Trung Hằng cách đó không xa với vẻ mặt hoảng sợ. Gã vốn là người thông dệ, ánh mắt đảo qua biểu cảm của Triệu Trung Hằng, lại nhìn Hứa Thanh một chút, đáy lòng liền đại khái đoán được một chút, nhưng cũng sẽ không nhiều chuyện, vì vậy nheo đôi mắt lại nói: Hứa Thanh sư đệ, chúng ta lên núi chứ, làm phiền Trương sư huynh. Hứa Thanh gật đầu khách khí, lại chắp tay chào hỏi với hai vị tu sĩ trúc cơ bên cạnh đối phương, ánh mắt cũng giống như tùy ý đảo qua người bọn họ. Hắn phát hiện tu sĩ trúc cơ trên núi phần lớn đều ẩn nấp sự chấn động, hai người này cũng là như thế, Trương Vân Sĩ cũng là như vậy, cho nên Hứa Thanh rất khó phát hiện cụ thể sâu cạn của bọn họ. Việc này cũng khiến cho đáy lòng của hắn cảnh giác và đề phòng cực cao. Mà hiển nhiên, địa vị của hai người này không bằng Trương Vân Sĩ. Mắt thấy Trương Văn Sĩ và Hứa Thanh có quen biết, vì vậy liền hơi cười một cái, chắp tay đáp lễ sau đó rời đi. Cứ như vậy, thêm Trương Vân Sĩ đồng hành, y và Hứa Thanh cùng nhau đi theo bậc thang đi thẳng về phía trước. Hai bên đường lên núi được những tán cây tạo thành bóng râm, lúc này có chút gió biển thổi vào khiến cho những chiếc lá cây đông đưa, bên trong còn có linh điểu đang khẽ ngân nga hót vang. Âm thanh này rất là êm tai, phảng phất như có thể khiến người ta chìm vào trong trí nhớ, biến cảnh tượng lúc này và cảnh tượng ngày thứ nhất trên núi trùng lặp lên nhau. Hứa sư đệ, lúc trước ta đã giới thiệu qua thế giới dưới núi của thất huyết đồng cho ngươi, hôm nay ta và ngươi sẽ nói về thế giới trên núi nhé. Trong gió, thanh âm của Trương Vân Sĩ rất bình thản, vang vọng trên đường đi lên núi. Ngọn núi thứ 7 có 13 vị trưởng lão, đều là tu sĩ kim đan, phía dưới bọn họ thì là thế hệ trúc cơ chúng ta, số lượng là 148 người. Sau hôm nay ngươi đăng ký, trúc cơ của ngọn núi thứ 7 chính là 149 vị. Nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu, toàn bộ thất huyết đồng tiếp cũng chỉ có gần nghìn vị mà thôi. Nên biết rằng thất huyết đồng chúng ta chính là một trong bốn thế lực lớn của Nam Hoàng Châu, cho nên địa vị và thân phận của trúc cơ rất là cao. Điểm này thì ở bất kỳ địa phương nào của Nam Hoàng Châu cũng có thể thấy được, nhưng thất huyết đồng chúng ta lại càng cao hơn như vậy. Sau khi ngươi đăng ký, mỗi tháng ngươi sẽ thu được 5.007 linh thạch. Linh thạch cụ thể còn phải xem tiền lời mỗi tháng của thất huyết đồng, cho nên không có cố định, nhưng chênh lệch giữa mỗi tháng sẽ không lớn. Mặt khác, sau khi trở thành trúc cơ, người sẽ nhận được quyền lợi cư ngụ ở trên núi, nhưng mà giá mua động phủ, còn có công pháp trúc cơ của tông môn, sẽ không giống như lúc ngưng khí lúc được cấp cho miễn phí, tất cả đều phải dùng tiền để mua. Còn về nơi bán công pháp, thì người có tư cách mua sắm bất luận công pháp trúc cơ nào ở bên trong thất huyết đồng. Đồng thời, thân là tu sĩ trúc cơ, người cũng sẽ có được 4 loại quyền lợi. Quyền lợi thứ nhất, từ giờ trở đi, người có quyền sáng lập một cái bến cảng mới. Người có thể tự sáng lập ra một cái bến cảng thuộc về người ở trong khu bến cảng. Người có thể dùng để đối ngoại, mà cũng có thể dùng để buôn bán đối với người bên trong bến cảng. Nhưng hết thảy thu hoạch do quân danh đạt được ở bên trong, tông môn sẽ thu một nửa. Cái bến cảng này cũng cần người tự an bài người đi kinh doanh.
Đồng thời, lúc mới bắt đầu kinh doanh cũng cần tập trung tinh thần cực lớn, tất cả mọi việc cũng đều cần người tự mình gánh vác. Nếu như người không muốn quyền sáng lập bến cảng này, vậy thì có thể nhận được quyền lấy một con phố trong chủ thành. Toàn bộ cửa hàng ở trên con đường kia đều phải trả tiền thuê cho ngươi. Phương pháp này thì đơn giản mà trực tiếp hơn nhiều. Hai lựa chọn này, tu sĩ trúc cơ muốn chọn cái gì cũng đều được, người có thể tự mình cân nhắc. Chương 319, quy luật trên núi. Quyền lợi thứ hai, nếu như đệ tử dưới núi của chúng ta mà dám trêu chọc ngươi, người có thể trực tiếp giết. Nhưng mà giết một người phải giao nộp 10 vạn linh thạch thay cho xử phạt. Giết hai người thì giá cả gấp bội. Cứ dùng cái này mà tính, vĩnh viễn không có điểm cuối. Tu sĩ mặt tròn cười mở miệng, nhưng lời vừa nói liền khiến cho đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại. Điều quy định này trên thực tế chính là một lằn ranh trong lòng tu sĩ trúc cơ của Thất Huyết Đồng. Bất kể là ở tông môn hay là ngoài tông môn, gặp phải kẻ yếu đều phải cân nhắc xem có đáng giá giết hay không. Nếu là đệ tử dưới núi của núi khác thì giá cả sẽ tăng gấp bội so với giá lúc đầu. Về phần quyền lợi thứ ba thì chính là ngươi có thể chỉ định hai đệ tử dưới núi hay là những người khác mà ngươi quen biết trở thành tùy tùng của ngươi, khiến cho họ thu được tư cách ở lại chủ thành mà không phải trả phí, cũng có thể đi theo ngươi lên núi đăng ký tu hành dưới danh nghĩa của ngươi. Đồng thời, phân thành trong toàn bộ phạm vi của Thất Huyết Đồng sẽ cho ngươi truyền tống miễn phí. Mặt khác, hàng năm người sẽ có 100 danh ngạch cư trú trong phân thành. Nên biết rằng quyền cư trú trong phân thành ở bên ngoài là rất trân quý đối với thập hoang giả trong danh địa cùng với tiểu thành. Nếu không được đệ tử Thất Huyết Đồng đề cử sẽ không thể có quyền cư trú. Quyền lợi cuối cùng của ngươi là sự che chở của Thất Huyết Đồng, khiến cho tu sĩ kim đan phía ngoài không dám tới nơi đây giết ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi xuất ra đầy đủ linh thạch, coi như là Nguyên Anh cũng không dám tới giết ngươi. Thậm chí nếu ngươi đưa thêm linh thạch thì còn có thể treo giải thưởng ngược lại. Tất nhiên bên trong tông môn có người nguyện ý giúp ngươi đi giết kẻ địch. Ngươi phải nhớ kỹ, dưới núi là một đám sói con, trên núi là một đám người có tâm tư riêng, từng người đều là những con sói đơn độc. Đồng thời ngươi cũng không cần lo lắng kim đan trong tông môn ra tay với ngươi. Nếu ở bên ngoài thì đó là do bản thân ngươi không may, nhưng nếu ở trong tông môn thì mặc kệ là nguyên nhân gì, kim đan ra tay giết trúc cơ, thứ nhất sẽ bị phạt 100 vạn linh thạch, trúc cơ giết chóc lẫn nhau cũng là như thế, lần sau gấp bội lần trước, và lại cũng vĩnh viễn không có giới hạn. Cho nên vấn đề này lại nhắc lại một câu nói bên trên, có đáng giá hay không. Trong khi nói thì vị tu sĩ mặt tròn một mực mang theo vẻ vui vẻ, nhưng trong lời nói đều lộ ra địa vị của trúc cơ cùng với sự hung tàn trên núi. Có nghĩa vụ thì sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Nghĩa vụ? Tu sĩ mặt tròn nở nụ cười. Tất cả mọi người đều tự dựa vào bản thân cố gắng và vùng vẫy đi từ dưới núi đi lên, cho nên không có nghĩa vụ gì với tông môn cả. Nguyện ý lưu lại thì cầm tiền, muốn đi cũng không ai giữ lại. Nhưng mà nhiệm vụ do tông môn tuyên bố cũng không hề keo kiệt, cho nên tất cả mọi người đều sẽ tranh đoạt để hoàn thành. Mà vì để mình có thể thường kỳ cầm được linh thạch, có thể trường kỳ nhận được tiền lời từ nơi này, thì khi gặp phải kẻ thù bên ngoài muốn xâm lấn và hủy lợi ích trường kỳ của chúng ta, tự nhiên mọi người sẽ đứng lên ra tay. Dẫu sao thì trúc cơ chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể sống được thật lâu, ngày nào cũng được cầm tiền không phải rất tốt sao? Đương nhiên, nếu như địch nhân đưa ra hấp dẫn lớn hơn thì sao? Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là người thử suy nghĩ một chút xem, địch nhân xâm lấn tới đây là kẻ ngốc sao? Thu mua một hai tên đệ tử không có tác dụng gì. Nếu thu mua nhiều hơn mà nói, ít lợi bọn họ xuất ra cũng phải thật lớn. Đánh hạ được Thất Huyết Đồng cũng không bù nổi chi phí đã đưa ra. Như vậy còn đánh giá sao? Về phần khai chiến cùng bên ngoài, thật ra thì cũng chính là phóng đại màn thi đấu vừa xong của các ngươi ra mà thôi. Có thể có lợi, tự nhiên mọi người sẽ tự lao lên. Các trưởng lão trên núi cũng đều biết chúng ta đều là những con sói, cho nên hầu như không hề quản lý đối với chúng ta, đều dùng lợi ích để dụ dỗ. Còn thứ để cho cao tầng chân chính yên tâm chính là những người vừa tiến vào tông môn liền hưởng thụ ưu đãi đệ tử hạch tâm của tông môn. Những người này đều được bồi dưỡng, chịu trách nhiệm làm nơi ngưng tụ và lòng trung thành của tông môn. Lúc này, theo Trương Vân Sĩ giới thiệu, Hứa Thanh lại càng thêm nhận thức sâu sắc hơn đối với trên núi của Thất Huyết Đồng. Hắn cũng đều có suy nghĩ. Khi bọn họ đi tới giữa sườn núi, Trương Vân Sĩ nói tiếp: Người tới rất không khéo.
Nguyên bản tu sĩ mới trúc cơ có tư cách bái kiến phong chủ một lần, nhưng bây giờ phong chủ ngọn núi thứ bảy cũng ra biển rồi, đoán chừng đã có chuyện lớn phát sinh. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng không có ở đây, chỉ có tam trưởng lão trấn thủ trong núi. Sau khi người đi bái kiến, ta sẽ dẫn người đi tới chỗ đồng phủ và kinh pháp đường. Đang nói, Hứa Thanh thấy được đại diện mà hắn đã đến một lần của tam trưởng lão ở xa xa. Ngoài đại điện, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc khác, đó chính là Lý Chấp Sự bên người tam trưởng lão. Gã đang khoanh chân ngồi trước đại điện, giờ phút này gã cũng mở mắt ra nhìn Hứa Thanh cùng Trương Vân Sĩ đi đến, mỉm cười. Vừa rồi lúc chuông vang lên, ta liền suy đoán xem người mới trúc cơ có phải là ngươi hay không. Hứa Thanh hơi chắp tay, liếc mắt nhìn Lý Chấp Sự trước này. Mặc dù đối phương cũng đã ẩn nấp chấn động của bản thân, nhưng phối hợp với cảm giác trong trí nhớ lúc trước của Hứa Thanh, giờ phút này hắn mơ hồ cảm thấy Lý Chấp Sự này ở trong cảnh giới trúc cơ cũng coi như rất mạnh. Hẳn là đã tạo thành mệnh hỏa trúc cơ. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nhưng vẫn ung dung thản nhiên đối mặt. Vào thôi, trưởng lão đang đợi ngươi. Lý Chấp Sự rời ánh mắt khỏi từ trên người Hứa Thanh, sau đó rơi vào trên người Trương Vân Sĩ. Trương Vân Sĩ nhún vai, lùi ra phía sau vài bước, đứng chờ ở bên ngoài. Hứa Thanh thở sâu rồi đi thẳng về phía trước, cho đến khi vào đại điện hôm ấy. Ngay một khắc bước vào, cảm thụ lúc trước lại một lần nữa phủ xuống. Uy áp bài sơn đảo hải đến từ người đang đã tòa ở vị trí cao nhất trong đại điện, giống như khuếch tán khắp bát phương. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh đã nhìn thấy rõ hình dáng của đối phương. Đó là một lão giả mang những vết đốm đồi mồi trên mặt. Lão mặc đạo bào màu tím nạm vàng, mặt không cảm xúc nhìn qua Hứa Thanh. Ánh mắt hai người chớp mắt nhìn nhau một cái, tâm thần Hứa Thanh lập tức nổ vang. Ánh mắt đối phương như là một tia chớp vậy, hình như trong mắt liền xuyên thấu thân thể của hắn, nhìn rành mạch mọi thứ trong cơ thể của hắn. Nhưng mệnh năng đã được cái bóng của Hứa Thanh che đậy, đối phương không thể phát hiện ra được. Bái kiến tam trưởng lão. Hứa Thanh cung kính cúi đầu. Tuổi còn nhỏ lại mở ra hai cái pháp khiếu, không tệ. Tam trưởng lão ngồi trên vị trí cao nhất, không một gợn sóng mở miệng, nhưng lão lại nói thêm một câu khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động. Linh tức đăng của nhân ngư tộc là ngươi lấy đúng không? Chương 320, áo bào tím gia thân. Câu nói này giống như là lôi đình vang vọng bên tai Hứa Thanh vậy, khiến cho tâm thần hắn dâng lên một cỗ chấn động. Nhưng thần sắc Hứa Thanh không có quá nhiều biến hóa, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, cúi đầu cung kính mở miệng. Vâng. Việc này không cần thiết đi che giấu. Mặc dù linh tức đăng của nhân ngư tộc có giá trị rất lớn, nhưng cũng không phải là chưa có người cầm được. Hôm ấy Hứa Thanh ra tay nhìn như kín kẽ, nhưng trên thực tế nếu như có người thực sự muốn điều tra, vẫn có thể tìm được rất nhiều manh mối từ hiện trường. Hứa Thanh cảm thấy không cần phải nói dối về việc này, ngược lại lại làm cho người ta cảm giác như mình giấu đầu hở đuôi. Người định xử lý như thế nào? Tam trưởng lão nhìn qua Hứa Thanh, bình tĩnh mở miệng. Bán đi. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi liền trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía tam trưởng lão. Giờ phút này tam trưởng lão đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế cao nhất, khí tức tản mát ra làm cho bốn phía vàng vẹo, khiến cho toàn bộ đại điện cũng rơi vào bên trong áp lực. Theo lời nói vừa rồi vang vọng, cảm giác áp lực này biến thành mãnh liệt hơn, thậm chí cái loại cảm giác chói mắt cũng lại nổi lên. Nhưng mà trong cảm thụ của Hứa Thanh thì vẫn đã nhẹ hơn rất nhiều so với lần trước đó. Nên biết rằng lần thứ nhất hắn đến, ngay cả ngẩng đầu hắn cũng phải rất mất công sức. Liếc mắt nhìn qua thì hai mắt đều phải chịu đựng đau đớn vô cùng. Tam trưởng lão nghe câu trả lời của Hứa Thanh, trên mặt liền lộ ra một nụ cười như thỏa mãn, vì Hứa Thanh không hề giấu giếm việc này. Vì vậy truyền ra lời nói. Hứa Thanh, lão phu không dối gạt ngươi, ta luôn nhìn thấy ngươi rất được, nhưng đã tự mình lấy được linh tức đăng, lão phu cũng sẽ không yêu cầu lấy nó từ ngươi. Lão phu cũng chướng mắt cái đèn chụp kia, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu, phải nhanh chóng bán ngọn đèn này đi. Nói cách khác, ta không cần, nhưng đúng là vẫn còn có người muốn có được nó. Lão phu có thể biết ngươi là người lấy được ngọn đèn này, đương nhiên những người khác muốn biết cũng sẽ không khó. Bây giờ ngươi đưa lệnh bài thân phận của ngươi cho ta. Ánh sáng trong mắt Hứa Thanh nội liễm lại, lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Tam trưởng lão vung tay phải lên, lệnh bài liền bay vào tay. Sau đó lão hơi vỗ một cái, lệnh bài lập tức rung động lắc lư rồi tràn ra tia sáng. Thông tin trong đó nhanh chóng được điều chỉnh. Sau đó bên trong giống như có trận pháp chấn động, giống như đang đóng dấu.
Một lát sau, tia sáng trên lệnh bài tiêu tán, lại khôi phục thành mặt lệnh bài như thường, được tam trưởng lão vung lên rồi bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên tiếp đón, cũng đã làm xong chuẩn bị thừa nhận lực lượng trùng kích ở trên. Dẫu sao hôm hắn bái kiến vị ty trưởng ở bộ hung ty cũng đã từng trải qua loại việc giống như vậy. Nhưng lệnh bài bị hắn nhẹ nhàng tiếp được, rõ ràng không có bất kỳ lực đạo nào từ trên đó truyền ra cả, phản phất như toàn bộ lực lượng vào ngay một khắc hắn chạm vào liền hoàn mỹ tự mình tản đi. Một màn này làm cho đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại. Hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng của song phương. Phải biết là phóng ra rất dễ dàng, nhưng có thể hoàn mỹ khống chế lực đạo, không để lộ ra chút nào mới là khó khăn. Người có thể đi xuống rồi. Tam trưởng lão nhắm mắt lại, Hứa Thanh chắp tay cung kính rời đi. Mà ngay khi hắn muốn đi ra khỏi đại điện, thanh âm của tam trưởng lão lại lần nữa truyền đến. Cái đứa bé trung hạng kia tâm tính không hề xấu, đệ tử hiểu. Hứa Thanh quay người cúi đầu đi ra khỏi đại điện. Đáy lòng hắn rất rõ ràng, hôm ấy mình tới thì đối phương không hề nói những lời này, mà do Lý chấp sự mở miệng. Nhưng vậy là bởi vì thân phận của mình chưa đủ, nhưng hôm nay lại không giống vậy. Theo Hứa Thanh cất bước đi ra, Lý chấp sự một bên gật đầu nhẹ với hắn, sau đó nhắm mắt không nói gì. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về Trương Vân Sĩ ở nơi xa rồi đi đến. Trương Vân Sĩ nở nụ cười. Thời gian tiếp theo, y liền dẫn theo Hứa Thanh đi lấy đạo bào. Đồng thời Hứa Thanh cũng đã lựa chọn được một tòa động phủ. Chỉ hơi tiếc là phần lớn động phủ tốt đều đã được chọn hết rồi. Nơi hắn lựa chọn có hơi chênh lệch chút ít với những nơi đó, nhưng Hứa Thanh cũng cảm thấy không tồi tệ. Về phần giá cả cũng không đắt đỏ như hắn tưởng tượng. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn và giới thiệu của Trương Vân Sĩ, Hứa Thanh đi tới Kinh Pháp Đường, đổi lấy công pháp trúc cơ ở đó. Ngoài những cái này thì hắn còn đổi một chút thuật luyện thể. Làm xong những thứ này thì sắc trời cũng đã biến thành hoàng hôn. Trương Vân Sĩ đưa Hứa Thanh đến ngoài động phủ hắn đã mua, sau đó mới chắp tay rời khỏi. Trước khi đi, y còn tươi cười mở miệng. Hứa sư đệ, sở dĩ hôm nay ta làm bạn một chặng đường với ngươi như vậy, một mặt là bởi vì ta cảm thấy có chút duyên phận cùng ngươi, một phương diện khác là ta đã tiếp nhận nhiệm vụ tiếp dẫn đệ tử trên núi trong tháng này, cho nên ta cũng sẽ thu được ban thưởng của tông môn. Cho nên ngươi không cần phải băn khoăn tại sao ta lại ân cần như vậy. Nhưng cuối cùng ta và ngươi cũng coi như có một hồi duyên phận, ngày sau nếu gặp nhau trên biển, mong rằng chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn. Cuối cùng, Hứa Thanh sư đệ, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu, đời tu sĩ chúng ta một khi đã bước vào trúc cơ sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất để mở ra 30 đạo pháp khiếu, sau đó hình thành mệnh hỏa để có được huyền diệu thái. Ngươi phải biết tu sĩ có huyền diệu thái và không có hoàn toàn là hai cấp độ khác biệt. Đã vất vả khổ cực bước vào trúc cơ, nếu như không nhanh chóng hình thành mệnh hỏa thì sẽ rất thiệt thòi, mà phần lớn trúc cơ cũng đều là chết ở giai đoạn này. Trúc cơ không có huyền diệu thái cũng chỉ ức hiếp được ngưng khí mà thôi. Trương Vân Sĩ cười tủm tỉm, sau khi nói xong liền đưa mắt nhìn tay phải Hứa Thanh. Gã cũng phát hiện ra mình đã không nhìn ra thói quen tạo thành sơ hở của Hứa Thanh nữa, liền nở nụ cười tiêu sái cười to. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, vô luận là hắn đã biết hay là giờ phút này đối phương nhắc nhở đều khiến cho hắn hiểu được tầm quan trọng của mệnh hỏa đối với trúc cơ. Lúc này hắn hơi chắp tay cúi đầu, đưa mắt nhìn thân ảnh Trương Vân Sĩ rời đi, đồng thời cũng thu đề phòng trong đáy lòng từ trên người đối phương về, quay đầu nhìn về động phủ của mình. Chương 321, áo bào tím gia thân. Nơi Hứa Thanh lựa chọn là một địa phương dựa vào vách núi, cửa đá đang đóng của một động phủ có màu xanh đen, bốn phía đều là cỏ dại, trên cửa cũng mọc đầy rêu xanh, một mùi ẩm ướt cũng theo gió tràn ngập khắp nơi này. Sau khi kiểm tra nơi này một phen, Hứa Thanh đến gần cửa đá, lấy ra ngọc giản khống chế động phủ, tràn lên năng vào thì cửa động phủ lập tức lập lòe hiện ra phù văn. Hứa Thanh dựa theo phương pháp ghi chép trên ngọc giản, giơ tay lên đặt vào trên phù văn. Tựa như dấu vết lạc ấn, theo phù văn lập lòe, động phủ hội tụ ấn ký của hắn, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra cảnh sắc bên trong. Động phủ này không lớn, chỉ có 2 gian phòng, bên trong không hề tối. Trên đỉnh động được khảm minh châu, từng tia sáng nhu hòa tràn ra từ bên trên. Chỉ có một điều là do rất lâu chưa từng được sử dụng, cho nên bên trên tràn đầy bụi bặm. Hứa Thanh phất tay, gió lập tức xuất hiện, thổi qua quét sạch nơi đây một phen. Sau khi cẩn thận kiểm tra và xác định không có gì đáng ngại, lúc này hắn lại đi ra bên ngoài, bố trí phấn độc ở bên ngoài động phủ.
Lần này hắn sử dụng rất nhiều phấn độc, cho đến khi bố trí xong toàn bộ khu vực bên ngoài. Khi về tới động phủ thì hắn lại tiếp tục đổ thêm rất nhiều phấn độc, cuối cùng là xuất ra trận pháp phòng hộ đã mua, mở ra lớp phòng hộ. Theo cánh cửa đá của động phủ đóng lại, trận pháp bản thân của động phủ cũng mở ra, rốt cuộc Hứa Thanh thở phào một hơi. Ngồi ở trong này, hắn như lại kiến thức ngày hôm qua, mơ hồ, có một loại cảm giác như ngày đầu tiên đi đến Thất Huyết Động vậy. Chỉ là lúc đó hắn mới ngưng khí, bây giờ đã là trúc cơ. Rốt cuộc, cũng trúc cơ. Hứa Thanh thì thào, sau khi nhớ lại đủ loại quyền lợi của trúc cơ ở Thất Huyết Động, hắn đổi một cái đạo bào màu tím mặc vào, cúi đầu nhìn áo bào, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia thần thái. Trên đạo bào này cũng có trận pháp, có sức phòng hộ nhất định, rất không tầm thường, sợ là để ở bên ngoài hoặc là dưới núi, sau đó sửa lại màu sắc thì lập tức sẽ khiến cho rất nhiều đệ tử tranh đoạt. Sờ lên áo bào trên người, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối ngọc giản. Cái ngọc giản này là một trong những công pháp trúc cơ của ngọn núi thứ bảy mà hắn đổi được từ trong kinh pháp đường. Nhìn ngọc giản trước mắt, Hứa Thanh tràn lên năng vào để bắt đầu xem xét. Sau khi trúc cơ, hắn hiểu được bản thân phải nhanh chóng tu hành công pháp trúc cơ, như thế mới không lãng phí thời gian, có thể làm cho mình có thể thời thời khắc khắc tiến hành tu hành như ngày xưa. Theo hắn xem xét, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh ánh trăng bên ngoài đã chiếu khắp mọi nơi, cũng chiếu tới trên cửa đá, cửa động của phủ Hứa Thanh. Nhìn xa nhìn lại, giống như ánh trăng nhô lên cao tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, khiến cho cánh cửa đá ở dưới ánh trăng lộ ra phong cách cổ xưa nồng đậm, mang theo một mùi vị năm tháng tang thương. Trong động phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Sát hỏa thôn hồn kinh. Công pháp trúc cơ của ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng chính là sát hỏa thôn hồn kinh. Chỉ nhìn từ trên cũng liền đã rộ ra cảm giác sát phạt thật mạnh. Cũng có thể tưởng tượng ra công pháp này nhất định thiên về một loại tà công. Nhưng mà điều này cũng tương xứng với phán đoán của Hứa Thanh. Dẫu sao thì tên của tông môn cũng gọi là Thất Huyết Đồng. Mà công pháp sát hỏa thôn hồn kinh này không có phân chia cấp độ, phương thức tu hành chủ yếu, và trọng điểm của nó là làm như thế nào để nhanh chóng mở ra pháp khiếu. Theo nó thì đầu tiên sẽ tu ra một loại hỏa diễm tên là sát hỏa bên trong pháp khiếu của tu sĩ. Loại diễm hỏa này còn giao hòa cùng khí tức của biển cấm, rất là quỷ dị. Vả lại, càng tu hành thì sát hỏa sẽ càng mãnh liệt. Một phương diện thì sát hỏa này cũng có thể dùng làm pháp thuật công kích, một phương diện khác thì đó là hạch tâm nuốt hồn của công pháp này, rút ra hồn của địch nhân, biến nó thành củi để đốt, sau đó dùng nó làm một cổ lực lượng trùng kích vào trong thể nội đi mở ra pháp khiếu. Loại phương pháp này cực kỳ tàn bạo, cũng rất trực tiếp. Dựa theo miêu tả trên công pháp, hồn của một tu sĩ trúc cơ không hình thành bình hỏa, đủ để cho đệ tử tu hành sát hỏa thôn hồn kinh mở ra một đạo pháp khiếu. Nếu là hồn của tu sĩ ngưng khí, vậy thì cần phải trên trăm, thậm chí nhiều hơn mới có thể miễn cưỡng đạt tới hiệu quả cùng loại. Vả lại, càng về sau thì nhu cầu càng lớn, vô luận là hải thú hay là dị tộc cũng đều có thể trở thành củi đốt cho là sát hỏa thôn hồn kinh. Trong đó thì hiệu quả của hồn dị tộc là tốt nhất, nhất là hải thi tộc, bởi vì quá trình hình thành của nó có tương quan với linh hồn, cho nên hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Những lời trong ngọc giản công pháp này lộ ra một mùi máu tanh đồng đậm. Công pháp này vô cùng đơn giản và rất trực tiếp, không có chỗ xinh đẹp nào mà lại cuồng bạo tới cực hạn. Sau khi Hứa Thanh xem xong, liền thở sâu, nhất là khi tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh đến mức cuối cùng. Khi sát hỏa lại đạt đến trạng thái cuối cùng, lúc đó không thể dùng hồn để trùng kích từng đạo pháp khiếu tồn tại trong người nữa, mà sẽ biến thành giết chết kẻ địch rồi hút hồn ra, trấn áp về bên trong pháp khiếu của chính mình. Sau đó đốt cháy ngày đêm, từ đó khiến cho pháp lực của bản thân càng trở nên đồng đậm hơn. Có thể nói, bất kỳ một đệ tử nào tu hành sát hỏa thôn hồn kinh đều là những sát thần sống sờ sờ. Nhưng cũng không phải tất cả đệ tử đều tu công pháp này. Ngọn núi thứ bảy có 3 loại công pháp trúc cơ, trong đó có một loại tên là Hải Vương Sách. Công pháp này lại hoàn toàn đối lập với sát hỏa thôn hồn kinh. Nó tương đối ôn hòa, chủ yếu là thu lấy hải thú, dùng phương pháp đặc thù nuôi dưỡng chúng ở bên trong một pháp khiếu, sau đó đạt tới mục đích bồi dưỡng. Công pháp chia làm 10 tầng. Mỗi một lần tu hành đều có thể lập tức mở ra 7-8 đạo pháp khiếu.
Trọng điểm tu hành chính là cần không ngừng bắt hải thú và luyện hóa. Lúc ra tay cũng rất kinh người, pháp khiếu toàn thân mở ra thì tất cả hải thú đều có thể khiến cho pháp lực trong cơ thể của đệ tử tu hành công pháp trở nên hùng hậu. Loại công pháp thứ nhất hung tàn, tốc độ tu hành lại rất nhanh nhưng mà phải giết chóc rất nhiều, hơi một chút lơ là sơ suất liền sẽ bị giết. Mà loại thứ hai phần lớn là lấy hải thú để tu hành, pháp lực bản thân sẽ càng ngày càng hùng hậu, năng lực tự vệ cũng sẽ tăng lên, chỉ là tương đối mà nói thì chiến lực yếu đi rất nhiều. Về phần loại thứ ba thì có tên là dưỡng sinh quyết. Công pháp này lại càng ôn hòa hơn nữa, không cần dùng ngoại lực để đột phá, chỉ cần bản thân không ngừng tu luyện. Cho nên người tu luyện công pháp này phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái bế quan, tốc độ tu luyện vô cùng chậm rãi. Nhưng chỗ tốt cũng rất lớn, bọn họ sẽ cực ít khi phải đi ra ngoài, cho nên cũng cực ít khi bị giết. Bởi vì bọn họ hầu như không ra ngoài, đồng thời khi ra tay cũng thường thường lấy phối hợp và phụ trợ là chủ yếu, vì vậy an toàn hơn nhiều. Căn cứ tính khác biệt lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau. Sau khi Hứa Thanh suy nghĩ cũng không cách nào phân biệt là cái nào tốt nhất, nhưng mà Hải Vương Sách ở giữa đã bị hắn loại bỏ đầu tiên. Về phần Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh và Dưỡng Sinh Quyết, hai cái có công pháp này lại thuộc về hai thái cực khác biệt. Trong lúc Hứa Thanh cân nhắc công pháp ở đây thì trên Vô Tận Hải ngoài Thất Huyết Đồng, đại nhật trên bầu trời ngửa mặt gào thét, Thất Gia đứng trong lầu cát trên thân đại nhật đang nhìn về phía Thất Huyết Đồng xa xa. Đại nhật phía dưới lão giống như là một tồn tại thần thánh vậy, những nơi nó đi qua thì biển khơi liền vang lên tiếng nổ. Thất Gia, tiểu hài tử đã trúc cơ. Tên tôi tớ trung niên đến bên người Thất Gia, chính là người hôm ấy đã đưa lệnh bài cho Hứa Thanh. Giờ phút này gã đang cầm một quả ngọc giản nhìn qua một chút, sau đó liền thấp giọng mở miệng báo cáo với Thất Gia. Sau khi trở về, ngài có muốn ăn bài triệu kiến hắn một lát hay không? Tôi tớ nhìn qua Thất Gia. Thất Gia lắc đầu. Không cần, chiến tranh đã bắt đầu, việc này để chiến tranh xong lại nói sau. Mặc dù hắn là người đầu tiên đi lên trong 100 lệnh bài mà ta phát ra, nhưng phía sau nhất định còn có những người khác nữa, chúng ta cũng cần đi so sánh một chút. Mặt khác, cho đến hôm nay hắn còn chưa đủ tư cách để trở thành lão tứ. Chương 322, Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Dưỡng Sinh Quyết vô cùng bị động. Trong động phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn có mệnh đăng, cho nên nếu lựa chọn Dưỡng Sinh Quyết cũng rất tốt, cứ nấp trong động phủ không ra ngoài, chậm rãi tu luyện cho đến khi tu luyện ra mệnh hỏa, tự nhiên chiến lực sẽ kinh người. Chỉ là cái chu kỳ này sẽ kéo dài vô cùng, mà tu hành lại cần đại lượng linh thạch, pháp chu cũng phải tấn cấp. Quan trọng nhất là Hứa Thanh cảm thấy trong cái thế đạo này, nói không chừng trong một ngày mặt trời mọc và mặt trời lặn cũng đã có cải biến. Cho nên không thích hợp im lặng để tu luyện Dưỡng Sinh Quyết, quá bị động rồi. Hắn lo nếu như mình cứ tu luyện như thế, sợ là mình hỏa còn chưa có hình thành, liền đã có việc ngoài ý muốn phủ xuống rồi. Hứa Thanh không thích loại bị động chịu trận như vậy. Vì vậy, hắn quyết định tu hành Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Mà sau khi tu luyện Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh đến cực hạn, còn có thể trấn áp hồn của từng địch nhân vào trong pháp khiếu của bản thân. Chẳng những có thể gia tăng mức độ hùng hậu của pháp lực, đồng thời trong ngọc giảng công pháp còn miêu tả, có thể dùng phương pháp đặc thù dung hợp những linh hồn bị trấn áp này với pháp thuyền. Sau khi dung hợp, sẽ khiến cho pháp thuyền đạt tới trình độ có linh. Cái này sẽ khiến cho pháp thuyền có được một chút đặc tính của pháp bảo. Về phần pháp bảo, cho tới bây giờ, Hứa Thanh vẫn chưa hề thấy qua. Nhưng hắn biết pháp bảo trên thế gian này cực kỳ thưa thớt và lại còn không thể sử dụng liên tục. Bất kỳ một cái nào đều có lực lượng kinh thiên động địa. Mệnh đăng của ta, từ trình độ nào đó có lẽ cũng là một loại pháp bảo đặc thù sao? Hứa Thanh thì thào, điều này thì hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Lúc này không suy tư về những thứ đó nữa, hắn đã có quyết định cho nên lập tức cầm lấy ngọc giản. Sau khi nghiên cứu một lát liền nhắm mắt khoanh chân lại. Pháp khiếu trong cơ thể lập tức lập lòe thiêu đốt linh hải. Dựa theo miêu tả của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh, bắt đầu tu hành môn công pháp này. Bước đầu tiên của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh là hình thành sát hỏa. Bên trong pháp khiếu của tu sĩ trúc cơ cũng tồn tại pháp hỏa. Hỏa này có thể thiêu đốt linh hải để hình thành pháp lực, đồng thời cũng là nơi mấu chốt để thắp sáng mệnh hỏa. Bởi vì Hứa Thanh dung hợp mệnh đăng màu đen, cho nên hỏa diễm bên trong pháp khiếu có chỗ cải biến. Bên trong sáp nhập vào khí tức của mệnh đăng nên đã trở thành hỏa diễm màu đen.
mà màu sắc hỏa diễm cũng sắc hỏa thôn hồn kinh tu luyện cũng là màu đen. Thoạt nhìn thì tương tự với hỏa diễm do ngọn mệnh đăng màu đen của Hứa Thanh cải biến. Nhưng hai canh giờ sau, lúc này Hứa Thanh đã tu luyện thành công sắc hỏa thôn hồn kinh. Sau khi bên trong pháp khiếu tạo thành một tia sắc hỏa, hắn vừa so sánh liền phát hiện hai loại hỏa diễm trong pháp khiếu tồn tại chênh lệch rất lớn. Vô luận là nhiệt độ hay cấp độ thì hỏa diễm của mệnh đăng màu đen đều mạnh hơn rất nhiều so với sát hỏa, mà sát khí cũng là như thế, khác biệt duy nhất đó là không có năng lực thu lấy linh hồn. Nhưng việc này cũng rất dễ giải quyết, theo Hứa Thanh giao hòa sát hỏa và sát hỏa của bản thân vào cùng một chỗ, sát hỏa vừa được hắn tu luyện ra lập tức bị thôn phệ, đồng thời bên trong sát hỏa cũng chậm chậm xuất hiện khả năng nhiếp hồn thuộc về sát hỏa. Việc này khiến cho Hứa Thanh rất hài lòng, vì vậy liền tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua. Lúc này sau khi Hứa Thanh khiến hắc hỏa bên trong hai cái pháp khiếu trong cơ thể tràn ngập khả năng nhiếp hồn, hắn liền kết thúc tu hành. Hắn biết rõ trọng điểm đối với hắn bây giờ mà nói chính là linh hồn. Hắn cần linh hồn để làm củi đốt, giải khai bạo pháp khiếu thứ 3. Không biết Trương Tam Sư Huynh đã trở về chưa? Chờ y sửa xong pháp chu, ta muốn ra biển một chuyến. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Không biết Trương Tam Sư Huynh đã trở về chưa? Chờ y sửa xong pháp chu, ta muốn ra biển một chuyến. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lấy ra que sắt màu đen, cởi bỏ phong ấn của lão tổ Kim Cương Tông ra. Khí tức của lão tổ Kim Cương Tông lập tức tràn ra, nhưng có thể thấy rõ ràng là lão đã rất sợ rồi. Lúc này rõ ràng đã thức tỉnh nhưng lại không dám nói câu nào, giống như sợ nói câu nào không đúng sẽ khiến cho Hứa Thanh nổi lên sát cơ. Hứa Thanh quét mắt liếc qua que sắt màu đen, sau đó không để ý tới nữa mà dùng lực lượng trấn áp của thủy tinh màu tím trong cơ thể oanh oanh trấn áp về phía cái bóng đang giấu ở trước mặt que sắt màu đen có linh hồn lão tổ Kim Cương Tông. Đây đã là công việc hàng ngày rồi, từ đầu tới cuối thì sắc mặt Hứa Thanh đều vô cùng bình tĩnh, mà cái bóng hình như cũng đã quen nên không có bất kỳ phản kháng và bài xích nào, mặc kệ Hứa Thanh trấn áp bản thân sắp tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt thì càng ngày càng run rẩy mãnh liệt, tựa như chim sợ cành cong. Bị một màn giết gà dọa khỉ này làm cho khí linh cũng không ổn định. Bây giờ, tác dụng của ngươi đối với ta đã không lớn. Hứa Thanh mở miệng không chút gợn sóng. Sau khi tu vi đạt đến trúc cơ, Hứa Thanh cũng có cách nhìn khác đối với cái bóng này của mình. Tuy đối phương có ý chí của bản thân, nhưng Hứa Thanh có thể trấn áp, cho nên việc hắn cần chính là đối phương có thể càng mạnh hơn một chút. Bằng không mà nói, sẽ hơi không theo kịp cước độ của mình, không cách nào trở thành đòn sát thủ, mà Hứa Thanh cũng cảm thấy như thế đối với lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen. Đối phương quá an nhàn rồi, như vậy sẽ không phù hợp với con đường về sau của mình. Lời của hắn lập tức khiến cho cái bóng rung rẩy, mà que sắt màu đen lại càng rung rẩy kịch liệt hơn. Một lúc sau, dưới ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh, cái bóng bỗng nhiên vặn vẹo, không ngừng tạo thành chấn động, mơ hồ có một cái đám ý thức hơi yếu thình lình truyền vào trong đầu Hứa Thanh. Dị chất tấn cấp thần tính. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ánh mắt dịch chuyển khỏi cái bóng, đặt ở trên que sắt màu đen. Trong ánh mắt không hề tràn ra sát ý, nhưng ánh mắt này vẫn khiến cho que sắt rung rẩy vô cùng mãnh liệt. Vậy ngươi còn có tác dụng gì? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, tay phải nhấc lên, một đám mệnh hồn của lão tổ Kim Cương Tông hiện ra trong tay hắn, như muốn bóp nát, nhưng trong nháy mắt, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng nổi lên từ trên que sắt. Chương 323: Sát hỏa thôn hồn kinh. Chủ tử đừng giết ta có thể tu luyện, ta có công pháp khí linh, chỉ là trong khoảng thời gian này ta hoặc là quá suy yếu, hoặc là lâm vào ngủ say nên không đủ thời gian tu luyện. Chủ tử, cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nhất định cố gắng. Lão tổ Kim Cương Tông kêu rên, đã không cách nào hình dung sợ hãi trong lòng. Hai người các ngươi, nửa năm sau ta sẽ khảo hạch hai người một lần, kẻ yếu nào sẽ bị đào thải. Hứa Thanh mở miệng, trôi chảy không chút gợn sóng, lời nói ra, bên trong cái bóng lập tức nhấc lên một cổ cảm giác hung hăng, nhưng không phải nhằm vào Hứa Thanh, mà là nhằm vào lão tổ Kim Cương Tông. Đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông rõ ràng cũng nổi lên vẻ hung hăng, nhưng không biểu hiện ra chút nào, ngược lại lộ ra vẻ mặt nhu hòa khiến cho cái bóng bị mê hoặc, vẻ hung hăng dần dần giảm bớt một chút. Hứa Thanh hiểu rõ ý đồ của lão tổ Kim Cương Tông, nhưng không thèm để ý tới lục đục giữa hai bên này với nhau. Hắn thu hồi que sắt màu đen rồi mở ra cửa động phủ.
Lúc này bên ngoài chính là buổi trưa, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chói lóa lập tức chiếu vào, theo sau còn có gió biển ẩm ướt thổi đến, mơ hồ mang đến tiếng khí cụ từ thế giới bên núi. Chỉ là cách quá xa, khi tiếng vang của khí cụ truyền đến liền mang theo một cổ cảm giác cách một lớp vải mỏng, có chút không chân thật. Hứa Thanh đi ra khỏi động phủ, đứng bên cạnh vách núi nhìn chủ thành xa xa bên dưới, ánh mắt nhìn về chỗ bến cảng rất là phồn hoa, nhìn về những con thuyền nối liền không dứt. Vô luận là đối ngoại hay là đối nội đều là như thế. Về phần những khu thành khác cũng là như vậy. Có thể thấy người đi đường như nước thủy triều, rập rạp vô số, cũng đồng thời chiếu rõ sự phồn vinh của chủ thành Thất Huyết Động vào trong mắt hắn. Mặc dù lúc trước Hứa Thanh đã lên núi 2 lần, cũng đã có lúc đứng trên núi nhìn xuống dưới núi, nhưng lúc đó hắn không phải là tu sĩ trên núi, cho nên cảm giác hoàn toàn bất đồng cùng với cảm giác giờ phút này. Không giống nhau mà cũng không giống nhau. Một lúc sau, Hứa Thanh nhẹ giọng nói nhỏ, không giống nhau là trình độ, còn giống nhau là tất cả mọi người cũng đều là tạm sống ở dưới nửa khuôn mặt thần linh bao phủ. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, lại nhìn về khu bến cảng. Thân là trúc cơ nên hắn có quyền sáng lập cho bến cảng mới, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra phải sử dụng như thế nào. Giờ phút này hắn hơi trầm ngâm, thân thể thoáng một cái liền đạp không bay đi. Hắn chuẩn bị đi tới khu cửa hàng ở bến cảng một chút, mua sắm một vài ngọc phù uy lực cực lớn mà trúc cơ có thể sử dụng. Dù sao lấy tu vi của hắn bây giờ, phù bảo tầm thường đã không đủ để hắn ứng phó khi cần thiết nữa, mà phần lớn trúc cơ đều dùng ngọc phù là chủ yếu. Mặt khác, Hứa Thanh cũng dự định đi tìm người mật thám của mình một chút. Từ sau khi hắn trở thành trúc cơ, hắn liền có 2 danh ngạch tùy tùng. Hắn chuẩn bị cho người mật thám kia của mình một cái, nhưng hắn không có ý định mang theo người lên núi. Đồng thời, hắn cũng muốn đi xem Trương Tam đã trở về hay chưa. Còn thân phận bộ hung ty của hắn theo hắn trúc cơ cũng đã có cải biến, nhưng vẫn nhậm chức ở bên trong, chỉ là chức vị thân phận bên trong ngọc giản sẽ biến hóa. Hắn không còn là đội phó của đội 6 nữa, mà đã trở thành một trong phó ty trưởng của bộ hung ty, chịu trách nhiệm ty chủ huyền. Thân là phó ty trưởng, bình thường hắn không cần đi tới bộ hung ty, tới thời điểm cần ra tay, liền ra tay là tốt rồi, và lại bổng lộc ở nơi đây cũng tăng lên rất nhiều, hình như mỗi tháng có thêm 100 linh thạch. Dĩ nhiên tu sĩ trúc cơ cũng có thể bỏ qua cái chức vụ này, chút linh thạch này đối với tiền lời của tông môn mà nói thì không nhiều lắm. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy cũng không thể không cần, dẫu sao khi hắn vừa tới Thất Huyết Động, 100 linh thạch cũng đã là một khoản tiền rất lớn rồi. Giờ phút này theo Hứa Thanh xuống núi, khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên cảng, từng đạo ánh mắt kính sợ từ bốn phía lập tức hội tụ trên người của hắn. Toàn bộ người đi đường trên phố đều tránh lui không nói không nào. Bên trong những cửa hàng ở trong con phố cũng nhanh chóng có các trưởng quầy đi ra, cung kính cúi đầu bái kiến hắn. Nhất là đệ tử dưới núi kia, bất kể là người của ngọn núi nào, hễ là đệ tử ở gần đây thì tất cả đều rất cung kính. Từng người đều đứng rất xa xoay người bái kiến. Đối với người dưới núi mà nói, trúc cơ tự hồ cũng không khác gì với thần linh cả. Bởi vì đối với bọn họ thì thần linh và trúc cơ cũng đều có thể giết người, thậm chí kẻ phía sau giết người càng nhanh hơn kẻ trước một chút. Dưới ánh mặt trời, đạo bào màu tím sậm trên người Hứa Thanh phản phất đại biểu cho uy nghiêm vô thượng. Đối với Hứa Thanh đã quen với việc ẩn nấp mà nói, hắn vẫn còn có chút không thích ứng loại cảm giác bị ánh mắt hội tụ, bị vạn chúng chú ý cho lắm. Vì vậy thân thể của hắn khẽ nhoáng một cái rời khỏi nơi đây. Lúc hắn xuất hiện đã ở nơi ước định gặp hàng ngày cùng người mật thám của mình. Dưới sự triệu hoán của hắn, không lâu sau thì mật thám của hắn đã nhanh chóng đi đến. Nhìn đạo bào màu tím sậm của Hứa Thanh, bước chân mật thám lập tức ngừng lại, chân tay luống cuống, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ mãnh liệt đến mức tận cùng, hô hấp cũng biến thành thanh âm ồ ồ. Không cách nào hình dung được sự chấn động trên mặt của nàng, cả người nàng cũng trở nên ngây ngẩn, cho đến khi Hứa Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái, thân thể nàng mật thám này mới run rẩy một cái, lập tức quỳ xuống bái kiến. Chủ nhân! Hứa Thanh lấy ra một ngọc khỏa ngọc giản. Hơi vung lên thì khỏa ngọc giản này liền hóa thành một chùm ánh sáng, bay thẳng đến trước mặt mật thám rồi chậm rãi dừng lại, mắt thấy đã rơi vào trong bàn tay đang run rẩy của nàng. Đây là mệnh bài tùy tùng của ngươi, ngươi nên biết giá trị của nó. Trong thời gian 3 tháng, ngươi phải tìm và chuẩn bị hết thảy những thứ cần thiết để sáng lập ra bến cảng mới. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của ngươi. Lúc lời nói của Hứa Thanh truyền đến, thân của hắn đã đi xa rồi. Gió biển thổi qua,
thổi bay mái tóc dài của người mật thám, lộ ra dung nhan mỹ lệ bên trong. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh đi xa, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đồng thời trong thần sắc cũng tràn đầy hoảng hốt và cảm giác không cách nào tin được. Vô luận như thế nào thì nàng cũng không ngờ tới đối phương lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể một bước nhảy lên trở thành tu sĩ trúc cơ cao cao tại thượng. Chương 324. Cái này chính là Huyền Diệu Thái. Trên đường đi đến Vận Chuyển Ti, khi Hứa Thanh đi qua cửa hàng của ngọn núi thứ 6 đã từng có ý đồ hãm hại mình trước đây. Hứa Thanh cố ý dừng bước chân lại, đứng ở ngay trước cửa của tiệm hàng này. Hầu như ngay một khắc hắn dừng lại, đám trưởng quầy và tiểu nhị cửa hàng bốn phía lập tức trở nên hoảng sợ, sắc mặt đại biến trước đó chưa từng có. Mà người trưởng quầy từng gài bẫy hắn cũng nhanh chóng run rẩy chạy ra rồi quỳ xuống bái. Bái kiến tiền bối! Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tên trưởng quầy đang quỳ trước mặt, không nói câu nào. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán tên trưởng quầy rơi trên mặt đất, sau lưng của gã đã hoàn toàn ướt đẫm. Đáy lòng lúc này cũng đã sợ hãi đến cực hạn, cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt. Gã có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến tên Hứa Thanh này vậy mà đã trúc cơ rồi. Lúc trước gã chỉ sợ hãi nhị điện hạ của ngọn núi thứ 7 mà thôi, chứ không hề để tên Hứa Thanh này vào trong lòng. Dẫu sao gã thân là trưởng quầy, là tùy tùng của Nhàn Vân chấp sự của ngọn núi thứ 6, không có tên đệ tử nào dưới núi dám động vào gã. Nhưng nếu như đối phương cũng là trúc cơ, gã không cho rằng chủ tử nhà mình sẽ bởi vì mình mà trở mặt cùng với trúc cơ cùng cảnh giới. Trong khi gã đang run rẩy, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt lại, không mở miệng mà cứ thế rời khỏi nơi đây. Cho đến khi Hứa Thanh rời đi, cả người tên trưởng quầy liền co quắp lại ngay tại chỗ, cảm thấy như mình vừa lượn một vòng quanh cửu môn quan. Hứa Thanh không giết kẻ này bởi vì mạng của gã có chút đắt. Mặt khác, hắn cũng không muốn đánh rắn đồng cỏ, dù sao phía sau đối phương cũng là Nhàn Vân tử. Hứa Thanh đã sớm nhận biết được tên của lão từ chỗ lão tổ Kim Cương Tông, thậm chí cũng khắc vào trên thẻ trúc của mình, nhưng hắn vẫn chưa có tìm được cơ hội. Bây giờ cứ tạm để chuyện này qua một bên, rốt cuộc Hứa Thanh cũng biết lý do tại sao lúc trước mình ở dưới núi lại không gặp phải trúc cơ nhiều lắm. Bởi vì một khi trúc cơ xuất hiện, lập tức sẽ đưa tới ngợn sóng quá lớn. Trúc cơ vừa đi tới đâu, nơi đó liền có vô số ánh mắt hội tụ đến trên người. Trừ phi bản thân người đó thích làm việc cao điệu, bằng không mà nói thì loại trạng thái này sẽ làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Nhất là Hứa Thanh lại là người ưa thích đi lại trong bóng tối, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, để cho hắn không cách nào thích ứng và cũng không muốn đi thích ứng. Trên thực tế thì trúc cơ của ngọn núi thứ 7 cũng đều là hạng người âm trầm, đi từ dưới núi đi lên, tự nhiên cũng không thích như vậy. Những người khác đã làm như thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, một lúc sau đã mơ hồ có một suy đoán ở trong lòng. Trong lúc suy tư, Hứa Thanh tăng thêm tốc độ, một đường đi thẳng tới Vận Chuyển Ti. Trên đường đến Vận Chuyển Ti, hắn cũng đã dùng ngọc giản truyền âm hỏi qua Trương Tam rồi. Đối phương nói mình đã quay về, giờ phút này đang ở bên trong Vận Chuyển Ti. Vì vậy, lúc Hứa Thanh đến Vận Chuyển Ti đã nhìn thấy Trương Tam đang mặc đạo bào màu xám từ xa xa. Bên cạnh còn có đội trưởng đã mọc ra nửa người dưới và cũng mặc đạo bào màu xám. Tập dịch làm bên trong Vận Chuyển Ti không cảnh giác được hai người này có cái gì khác biệt. Nhưng sau khi Hứa Thanh tấn chức trúc cơ thì cảm giác so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn vừa liếc mắt qua, liền nhìn ra hai người này đều đã tấn chức trúc cơ. Chỉ là cả hai đều nội liễm ẩn giấu khí tức lại mà thôi. Giờ phút này bọn họ đang ngồi xổm lên những bao cát, một người thì hút thuốc, một người thì ăn táo. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu vào trên người bọn họ, khiến cho chiếc áo bào màu xám tro hiện ra một loại thần sắc khác. Hứa Thanh vừa đến nơi này, liền đã hấp dẫn ánh mắt của hai người bọn họ, nhất là sau khi bọn họ nhìn thấy đạo bào màu tím trên người Hứa Thanh. Trên mặt đội trưởng lập tức lộ ra vẻ đắc ý, còn Trương Tam thì lại thở dài. Người thua! Đội trưởng vui vẻ mở miệng nói với Trương Tam. Trương Tam lấy ra một viên linh thạch đưa cho đội trưởng. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này, đáy lòng cũng đã xác định suy đoán của mình về cách mà các trúc cơ xuống núi vẫn không gây sự chú ý. Hứa Thanh, tại sao ngươi lại mặc đạo bào màu tím vậy? Trúc cơ trên núi của Thất Huyết Đồng chúng ta trừ khi có việc đại sự, nếu không sẽ không thường xuyên mặc áo bào màu tím, quá dễ làm người khác chú ý. Trương Tam cười chất phát một cái, trên mặt tràn đầy vẻ thân thiết. Dù bây giờ gã đã trúc cơ rồi, nhưng gã vẫn không cách nào quên được sự hung tàn của Hứa Thanh trong trận thi đấu, cho nên thái độ vẫn rất nhiệt tình.
cũng nói nguyên nhân mình và đội trưởng không mặc áo bào màu tím cho Hứa Thanh. Sau khi ngươi trở về, liền nhanh chóng đổi bộ đồ khác đi. Mặt khác, đừng suốt ngày ở trên núi. Ở trên núi rất là vắng chặn. Ngươi có phát hiện không? Thật ra không có mấy tu sĩ trúc cơ lại ở trên núi cả. Ta nói cho ngươi biết, những tay năm trầm như bọn họ phần lớn đều mặc vào đạo bào màu xám tro rồi ẩn tàng đi vào dưới chân núi. Sau đó che giấu khí tức đi vào trong chủ thành phồn hoa náo nhiệt. Thật sự là rất tiện lợi nha. Hứa Thanh nghiêm túc gật đầu một cái. Về phần đội trưởng, giờ phút này y cũng đang cười nhạt, liếc mắt nhìn Hứa Thanh, vừa cười vừa nói: Hứa Thanh, nói không chừng lúc trước ngươi cũng đã gặp được trúc cơ mặc áo bào màu xám tro rồi, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Ngọn núi thứ bảy chúng ta không có mấy người như Lý Chấp Sự đâu, cả ngày mặc áo bào màu tím bay tới bay lui, nhưng đây cũng là do gã theo sau Triệu trưởng lão nên mới phải làm như vậy. Về phần Trương Vân Sĩ thì là liên quan tới công việc, nghe nói gã rất thích nhận nhiệm vụ tiếp đãi người mới. Mặt khác, đội trưởng nói đến đây liền cắn một miếng táo, ho khan một tiếng: Hứa phó ty, người còn thiếu nợ bổn ty trưởng 10.000 linh thạch, người định lúc nào trả ta đây? Hứa Thanh nghe vậy liền liếc mắt nhìn đội trưởng. Bây giờ dùng tu vi trúc cơ của hắn cũng không nhìn ra được chấn động trên người đối phương, không nhìn thấu được tu vi của y. Ty trưởng, Hứa Thanh hỏi một câu. Đúng vậy, sau khi ta trở về liền được bổ nhiệm làm ty trưởng bộ hung ty rồi. Hứa phó ty, người phải nắm chặt thời gian khi đi kiếm linh thạch đó nha. Dạo gần đây bổn ty trưởng có chút thiếu linh thạch dùng đấy. Trên mặt đội trưởng lộ ra một tia đắc ý. Y nhìn về mặt Hứa Thanh, giống như muốn nhìn thấy vẻ mặt ao ước và hâm mộ của hắn. Chúc mừng đội trưởng. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua thân hình nguyên vẹn của đội trưởng, lần này không cần đối phương nhắc nhở, hắn đã tự mở miệng đáp lại. Ha ha, Hứa phó ty, ngươi biết nói chuyện như vậy, bổn ty trưởng liền rất vui vẻ. Bất quá ta phải uống nắng ngươi một chút, ngươi phải gọi ta là ty trưởng nha. Được đội trưởng, Hứa Thanh gật đầu. Ty trưởng, đội trưởng hung hăng cắn quả táo, cãi chính lại. Hứa Thanh gật đầu, lấy ra 3 quả táo lớn từ trong túi ra, cho đội trưởng và Trương Tam mỗi người 1 quả. Trương Tam cười nhận lấy, sau đó liền mở miệng. Hai người đừng cãi nữa, Hứa Thanh, ta sửa xong pháp chu cho ngươi rồi, chút nữa ta dẫn ngươi đi xem. Ai, lần này 3 người chúng ta đều có thể thuận lợi trúc cơ trở về, nghĩ lại một chút, liền thấy giống như đã trải qua cả một kiếp người rồi vậy, không ngờ Trường Tam ta cũng có một ngày trở thành trúc cơ. Nghe nói sau khi kết thúc thi đấu, rất nhiều người đều trúc cơ ở đây, trong khi đoạn thời gian trước thì chỉ có Đinh Tiêu Hải là thành công trúc cơ ở trong tông môn. Trường Tam cảm khái. Hết tập 38. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.